Xin được kính chào quý anh chị toàn quốc đang theo dõi tại kênh Mua Bán Xe Cũ. Và trong cái đợt giãn cách vừa rồi thì chắc hẳn rằng các bác cũng có nhiều dự định sắp tới cho riêng mình đúng không ạ? Thì bên em cũng đã mở gian hàng và cửa để đón tiếp quý khách hàng ở toàn quốc đến xem xe tham quan tại showroom. Và trong thời gian giãn cách thì các bác không có điều kiện đến xem xe được thì hãy qua video này của bên em để chúng ta có thể lựa chọn được cho mình được cái dòng xe tốt nhất. Và bên em vẫn có các đơn vị vận chuyển để có thể là vận chuyển đến cho quý anh chị tận nhà tại Việt Nam, cho kể trong miền Nam, trong các khu vực như là Đắk Lắk này, Đồng Nai, Việt Nam vẫn có đơn vị vận chuyển. Thì các bác hãy xem hết video này của em để chúng ta lựa chọn được cho mình cái mẫu xe ưng ý nhất nhé. Và trong video này thì sẽ đưa đến cho quý anh chị và các bạn thế giới của dòng xe Đức, đó là đến trước là BMW cũng như là chiếc này. Đây là một những hai dòng xe mà đang được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Và đứng trước em đây là một chiếc BMW X3 phiên bản cao cấp nhất e-sport được sản xuất năm 2019. Đây là một phiên bản có cái diện mạo cực kỳ là hố, thể thao và dữ dằn hơn so với cả các thế hệ trước. Đó, các bác nhìn thấy mặt ca lăng mũi hổ của nó đã làm cách tân và nó được sơn đen bóng này. Toàn bộ hệ thống đèn pha, toàn bộ nói chung là toàn bộ về nội ngoại thất cũng như là các trang thiết bị an toàn đã được nhà sản xuất BMW nâng cấp lên một cách toàn diện nhất để cho quý anh chị trải nghiệm tốt nhất trên các mẫu xe này. Và hiện tại mẫu xe X3 sản xuất 2019 này của em đã lăn bánh được là hơn 2,6 vạn mi, đó thì tính ra tổng tầm khoảng 4 vạn km, và hiện tại đang đứng tên tư nhân một chủ từ đầu, và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá cực kỳ là hợp lý nhé, với giá là 2 tỷ 330 triệu đồng cho với chiếc xe X3 2019 này. Các bác đã trải nghiệm cái dòng xe Đức này thì đừng lên cái bỏ qua mẫu xe X3 này nhé. Đó, cực kỳ là đẹp. Xe này thì mang cho mình cái ngoại thất là màu xám, màu xám. Ok, thì chúng ta hãy đến với các dòng xe của Mercedes. Và hiện tại em đang có một chiếc C250 sản xuất năm 2013. Đó, chiếc xe này thì đã được chủ nhân đã lên được chúng ta một dàn lúc mít rồi. Và hiện tại chiếc xe này chạy được là hơn 6 vạn cây số. Em đang chào bán với mức giá là 679 triệu đồng. Đó, xe đã biển Hà Nội sẵn rồi, 30A. Đó, màu đen, nội thất đen. Tiếp theo thì em có thêm một dòng C300. Đây là mẫu xe cũng được nhà sản xuất Mercedes nâng cấp và thay đổi toàn bộ về cái phần nội ngoại thất của chiếc xe. Đó, C300 AMG sản xuất năm 2019, Philip model của 2020. Đó, chiếc xe này thì của em được lăn bánh là 12.000 cây số, mang cho mình cái màu sắc cực kỳ là bắt mắt và trẻ trung. Đây là màu xanh Kansai. Bán màu này thì bán rất là chạy ở trong hãng mẹt. Đó. Và hiện tại chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 680 triệu đồng. Đó, ngay ở bản thân các bác thì nhìn thấy này, hệ thống đèn multi beam này. Chúng ta sẽ có mặt ca lăng kim cương. Đây là cái điều dễ nhận biết nhất trên cái dòng xe đã được thay đổi này. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời, loa boom, hai ghế trước chỉnh điện. Đó. Em xin nhắc lại là chiếc xe C300 2019 AMG này thì là em đang chào bán là 1 tỷ 680 triệu đồng nha các bác. Đó. Một thiên thần áo trắng đang đứng trước mặt em đây thì là một mẫu xe E250. Đây là mẫu xe thực sự, đó là dòng xe của doanh nhân ạ. Đó. E250 dòng của Mac E thì là được có cái kích thước lớn hơn so với các đối thủ trong phân khúc, đem lại cho chúng ta cái không gian nội thất của nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Đó. Chiếc này thì em được sản xuất năm 2017 và mới chỉ lăn bánh được là 40.000 cây số thôi ạ. Và hiện tại thì bên em đang để mức giá là 1 tỷ 650 triệu đồng. Các bác hãy yên tâm là trong cái hậu Covid này thì bên em đang có cái giá cực kỳ là ổn và thực sự là có cái giá thực sự là cạnh tranh. Nên là các bác hãy quan tâm đến mẫu xe nào thì trực tiếp liên hệ theo số máy của em trên màn hình là 0911998 để chúng em có thể là đưa ra cái giá mà thống nhất giữa hai bên để chúng em có thể là vận chuyển đến chiếc xe này đến cho quý anh chị và các bạn. Đó. Giờ xin mời các bác đến một mẫu xe mà qua năm tháng mà chiếc Mercedes C200 này vẫn giữ được cái vẻ hào nhoáng cũng như là vẫn đem lại cho chúng ta một cái gì đó rất là sắc nét, sắc sảo của nhà sản xuất. Đó, một chiếc xe C200 Edition sản xuất 2014 mang cho mình cái màu ngoại thất là xanh ngọc. Đó. Và chuyện hiện tại thì chiếc xe này thì cũng chỉ chạy được là hơn 6 vạn cây số thôi.
bảo dưỡng bảo trì cực kỳ là chuẩn đó. Và chiếc xe này cũng lên được cho mình là bộ lốp mít rồi. Một chiếc xe đối với dòng xe này thì các bác đã biết là cái vận hành độ êm ái của nó thì thực sự là tuyệt đối êm ru luôn đó. Và để sở hữu được chiếc xe này thì các bác chỉ cần bỏ ra hơn 600 triệu là chúng ta đã đi có chiếc xe này cái đi rồi. Và chính xác là em đang để cái giá bán là 666 triệu đồng ạ. Đó, có thương lượng nha các bác hãy liên hệ theo trung tâm số máy của em ạ. Đó. À, chúng ta hãy đến cái dòng xe đẳng cấp hơn nữa. Đó. Từ C, E rồi thì bây giờ chúng ta hãy đến với các dòng xe của Mercedes ạ. Và hiện tại em đang có bộ đôi Hắc Công Tử và Bạch Công Tử ở đằng phía đằng sau. Từ đây là một chiếc xe S450 phiên bản cao cấp nhất. Đó. Sản xuất 2018 mang cho mình cái ngoại thất là màu đen. Nội thất đen. Thực sự cái hệ thống an toàn và giải trí ở trên các dòng này thì nó là quá nhiều nên là các bác quan tâm đến mẫu xe S450 này thì bản cao cấp này thì hãy kết bạn Zalo để em có thể gửi thêm thông tin chi tiết cũng như giấy tờ hợp lý của chiếc xe này nhé. Và hiện tại em đang chiếc xe này thì chạy được là hơn 2 vạn cây số, em đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 658 triệu đồng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta hãy đến với chiếc xe màu trắng này. Đây cũng là một chiếc xe S450L và chiếc xe này được sản xuất năm 2017, cũng mang cho mình là cái nội thất của nó. Đây các bác có nhìn vào bên trong này. Đó, chúng ta nhìn vào bên trong này một chút. Đó, mang cho mình cái nội thất là màu nâu. Đó, cực kỳ là đẹp. Là chiếc xe này cũng chỉ mới chạy được là 29.000 mai thôi. Và hiện tại chiếc xe này thì em đang giá bán là 3 tỷ 199 triệu đồng. Vậy thì các bác quan tâm đến dòng xe của Mercedes, Mercedes E hay là Mercedes S thì các bác hãy liên hệ theo số máy của em trên màn hình là 0911 998 996. Em Hải Nam có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Đó, và bên em cam kết cho quý anh chị và các bạn, thứ nhất là động cơ hộp số nguyên bản, không có đâm đụng, va chạm, và toàn bộ giấy tờ pháp lý đầy đủ sự điều kiện sang tên và không bị ngấm nước truy kích. Bên em sẽ có những văn bản cam kết để cho quý anh chị và lựa chọn, và anh chị có thể mang xe của bên em đi kiểm tra bất kỳ một đơn vị nào để chúng ta có thể là yên tâm hơn về mặt chất lượng. Đó. Qua video này thì các bác đã lựa chọn được cho mình mẫu xe nào chưa? Có thể cần tư vấn những dòng xe nào thì các bác hãy liên hệ theo số máy của em để em có thể tư vấn kỹ hơn cho các bác và giúp các bác tìm được một cái chiếc xe ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.